Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao vấn đề bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo ở thượng tầng còn rất nan giải Câu chuyện tỉnh Cà Mau vừa qua công bố quyết định bổ nhiệm ông Dương Minh Hùng Tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy Năm Căn là kỹ sư xây dựng làm giám đốc sở y tế tỉnh Cà Mau Làm xôn xao mạng xã hội Xong có lẽ đa số họ biết chuyện ông Bộ trưởng Bộ Công an Thường trực Ban Bí thư Đại hội 12 ông Lê Hồng Anh bạn thân của Thủ tướng không một ngày làm công an vậy mà lại được thủ tướng bà dũng quyết định trao cho quân hàm đại tướng công an có làm sao đầu câu chuyện đã cũ và sắp xếp nhân sự lãnh đạo đảng cái thời đảng cộng sản việt nam còn là một đảng chính trị đúng nghĩa lãnh đạo đảng phần đông còn tử tế thì tiêu chí chọn sự lãnh đạo phải là người vừa hồng vừa chuyên hồng được hiểu là có giác ngộ cao về chính trị về chủ nghĩa cộng sản tương tự chuyên là trình độ về chuyên môn đó là năng lực thể hiện chức trách để mà lãnh đạo. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng là trưởng tiểu ban nhân sự của Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam. Và truyền thống đó cho đến nay vẫn được thực hiện nhưng ở mức cao hơn. Tư duy của lãnh đạo Việt Nam luôn nghĩ rằng bất cứ một ai được lựa chọn sau đó đưa vào đào tạo qua lò lý luận chính trị cao cấp đều có thể đảm trách bất kỳ vị trí lãnh đạo nào mặc dù không đúng chuyên môn. Nhưng đó chỉ là câu chuyện bề nổi mà đằng sau những quy hoạch nhân sự các cán bộ nguồn đó là câu chuyện phe nhóm cũng như chuyện chạy chức, chạy quyền. Đó là lý do vì sao để thay cho chữ chuyên, tức là chuyên môn, người ta đặt ra tiêu chuẩn bằng cấp các loại mà ai cũng biết 99% là bằng cấp dởm, có được là do bỏ tiền ra mùa. Thực ra câu chuyện phải có chuyên môn mới có thể lãnh đạo ngành của mình quản lý, nói đúng ra nó sẽ tốt hơn. Xong có lẽ chỉ đúng với Việt Nam, ở các quốc gia phát triển các bộ trưởng đa phần là trái ngành chuyên môn như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ An ninh là chính khách dân sự là bình thường. Vì với thể chế chính trị văn minh tiến bộ của họ, để điều hành bộ máy của nhà nước thì đã có các nhân vật gọi là chủ sự chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ trong vấn đề quản lý bộ ngành. Các bộ trưởng chỉ ký các quyết định dựa trên ý kiến đề xuất của các chủ sự và các chủ sự là nhân vật do nhà nước bổ nhiệm sau mỗi cuộc bầu cử quốc hội mới khi thay đổi chính phủ với các chủ sự vẫn ở lại nguyên vị. Đảng Cộng sản Việt Nam có lẽ họ nghĩ rằng lãnh đạo đã qua cái lò đào tạo lý luận chính trị cấp cao là đủ trình độ đầy đủ có thể đảm nhận trách nhiệm được phân công. Bất kỳ ai được tráng men của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thì đều có khả năng lãnh đạo giỏi trên tất cả mọi lĩnh vực. Các ủy viên Trung ương Đảng biểu quyết về công tác nhân sự. Đó là lý do vì sao các lãnh đạo Việt Nam có khả năng điều hành kém nhiều khi đưa ra các quyết định sai ngược với các quy định của nhà nước. Chuyện sắp xếp bố trí lãnh đạo không có chuyên môn nói chung và ngành y tế nói riêng trong bài viết Phe nhóm chính trị một thời ở Lào Cai của cây bút Phạm Vũ Hiệp đăng trên báo Tiếng Dân vào ngày 31 tháng 8 năm 2023 trong đó có một đoạn đáng quan tâm liên quan đến bà Đào Hồng Lan, bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh không chút hiểu biết về ngành y được đưa lên làm Bộ trưởng Bộ Y tế Đọc xong, chắc mọi người sẽ hiểu ra vấn đề bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo ở thượng tầng đang diễn ra như thế nào. Theo đó, quay lại chuyện nhậm chức tổng cầm toán nhà nước, Nguyễn Hữu Vạn mang theo đàn em thân cận từ thời còn làm giám đốc sở tài chính, tên là Lê Đức Luận, sinh năm 1968, quê tại Yên Bái. Luận được xem là tay hòm chìa khóa của Vạn trong tất cả các phi vụ. Luận từng là phó giám đốc sở thương mại, du lịch, chủ tịch huyện Sapa, học hành không ra gì nhưng Luận rất giỏi trong việc thiết kế các kèo ăn chơi, các phi vụ đánh quả kiếm tiền cho các sếp. Tất nhiên, cũng như các đàn anh ở Lào Cai, Luận chạy được học vị tiến sĩ. Tổng kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Vạn nhanh chóng ban cho Lê Đức Luận, chức trợ lý tổng kiểm toán. Vạn đại ca đã diều dắt Luận từng bước leo lên những nước thang quyền lực. Phó tránh văn phòng kiểm toán nhà nước, phó phụ trưởng vụ tổ chức cán bộ, kiểm toán trưởng kiểm toán nhà nước khu vực 7 vụ trưởng vụ chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán nhà nước Việt Nam, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Việc ông Nguyễn Phú Trọng đưa bà Đào Hồng Lan, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh không chút hiểu biết về y tế lên làm Bộ trưởng Bộ Y tế đã tạo điều kiện cho các phe nhóm cài cắm người trái ngành vào rất nhiều cơ quan. Đào Hồng Lan là con dâu của cựu cục trưởng cục dự trữ quốc gia, kinh qua công tác đoàn tại thành đoàn Hà Nội. Lan từng giúp việc cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân khi bà Ngân làm Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội của những năm 2007-2011 với tuyên bố mày làm được thì tao cũng làm được. Vào tháng 2 năm 2023, Lê Đức Luận là một kẻ ắt ờ Điêu đóm cho các đại ca Lào Cai năm xưa sau khi nắm chức vụ trưởng vụ chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc kiểm toán nhà nước chính thức giữ chức thứ trưởng bộ y tế nhiệm kỳ 2022-2026 chính ông cựu chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang trong bài viết đăng trên tạp chí Cộng sản vào ngày 19 tháng 8 năm 2014, nhân kỷ niệm 69 năm cách mạng tháng 8 đã nêu rõ, chúng ta vẫn còn phải chăn trở, đau lòng khi nghe các những câu chuyện chuyển miệng lâu nay trong dân, trong công tác cán bộ rằng nhất hậu duệ, nhi tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ. Và vấn đề nhân sự vẫn còn là bài toán nan giải đối với Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình hình trực tiếp với bản tin vì sao vấn đề bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo ở thượng tầng còn rất nan giải. Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nhún nhường quá đồng nghĩa với sỉ nhục. Vào ngày 29 tháng 8, truyền thông nhà nước Việt Nam đã chính thức đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ. Tờ báo Thanh niên đưa bản tin với tiêu đề hời hợt rằng Tổng thống Mỹ Biden sẽ thăm Việt Nam vào tháng 9. Dù vậy, bản tin này cũng đã bị xóa tan những đánh giá cho rằng Việt Nam im lặng, không dám đưa tin về chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này. Theo đó, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ quyết định nâng cấp mối quan hệ ngoại giao từ đối tác toàn diện sang đối tác chiến lược. Dù rằng mối quan hệ này vẫn thấp hơn với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà Việt Nam dành cho bốn quốc gia, trong đó có Nga và Trung Quốc. Trước đó vào ngày 28 tháng 8, tòa Bạch Ốc công bố tổng thống Hoa Kỳ Biden vào ngày 10 tháng 9 sẽ công du Việt Nam. Tổng thống Mỹ sẽ gặp các lãnh đạo hàng đầu Việt Nam để bàn một loạt vấn đề và ông Biden sẽ rời Hà Nội vào ngày 11 tháng 9. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây trong chuyến thăm Hoa Kỳ. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc nêu rõ, tại Hà Nội, Tổng thống Hoa Kỳ Biden sẽ gặp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và những lãnh đạo khác. Tổng thống Hoa Kỳ và những nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ bàn thảo về việc tăng cường mối quan hệ song phương, cũng như thúc đẩy nền kinh tế hướng về công nghệ và sáng tạo cho Việt Nam việc truyền thông nhà nước Việt Nam chính thức đưa tin về một sự kiện có thể coi là đặc biệt quan trọng này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ và Trung Quốc rất căng thẳng. Theo đó, Trung Quốc đang gia tăng các hành động lấn át đối phương và các quốc gia Đông Nam Á có chủ quyền tại Biển Đông. Đây cũng là lần đầu tiên ông Biden tới thăm Hà Nội trong tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ. Đối với lãnh đạo Hà Nội, đây là một sự kiện hết sức nhạy cảm cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, khiến cho họ lúng túng. Được biết, trước đây ít ngày trong chuyến thăm và làm việc của Phó Thủ tướng Việt Nam, ông Trần Lưu Quang tại Vân Nam, Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cảnh báo Việt Nam rằng không được xa rời ý thức hệ. Đó là sự nhắc nhở về cam kết của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 31 tháng 10 tới ngày 1 tháng 11 năm 2022 nhân dịp Chủ tịch Tập Cảnh Bình tái đắc cử lần thứ ba sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Được biết, Tập Kinh Bình đã nhắc ông Tổng Bí Thư không được để cho mỗi phương Tây xem vào mối quan hệ của chúng ta. Ông Tổng Bí Thư thăm tỉnh Lạng Sơn. Có lẽ do thói quen cam kết một đằng nhưng làm một nẻo, nhưng ngày 25 tháng 8, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã phải bất ngờ thăm và làm việc tại Lạng Sơn. Đồng thông thời trồng cây lưu niệm tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị. Chỉ có đi trồng cây thôi, vậy mà cùng đi với ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, có các ông ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Chính văn phòng Trung ương Đảng ông Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, Phó Chính văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh, Tư lệnh quân khu 1 Trung tướng Nguyễn Hồng Thái và nhiều ban bệ dành giang khác phải kể thêm chuyến thăm của ông Tổng Bí Thư có sự tháp tùng của Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, ông Hùng Bà, Dường như vẫn chưa đủ, vẫn sợ bạn vàng phương Bắc Phật lòng. Bộ Quốc phòng của Việt Nam vào chiều ngày 28 tháng 8 đã họp báo đưa tin về giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 8 sẽ diễn ra trong các ngày 7-8 tháng 9 sắp tới. Cụ thể, hai bộ quốc trưởng quốc phòng của hai nước đồng chủ trì cuộc giao lưu lần này sẽ diễn ra tại Lào Cai, Việt Nam và Vân Nam, Trung Quốc. Một số hoạt động đáng chú ý trong lần giao lưu lần này là tô son cột mốc biên giới giữa hai phía, sơ kết cụm dân cư kết nghĩa hai bên biên giới, sơ kết quy chế phối hợp giữa tiểu đoàn biên phòng Hà Khẩu thuộc Bộ đội Biên phòng Khu Mông Tự, Trung Quốc và đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai, Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang của Việt Nam sẽ hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc nhân lần giao lưu này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay đại sứ Trung Quốc Hùng Ba trong chuyến thăm Lạng Sơn. Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc lần thứ 8 nhằm tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Mối quan hệ đã được ký kết nhân chuyến thăm hoa lục của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng vào tháng 11 năm ngoái. Điều đang nói ở đây là quan điểm đối ngoại của Việt Nam làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới, bao gồm các nước lớn như Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, vân vân là điều đáng hoan nghênh. Song mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam phải được đặt trên nền tảng của sự bình đẳng, tôn trọng sự độc lập, chủ quyền cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Không thể chấp nhận các biểu hiện nước lớn lấn át và lãnh đạo của Trung Quốc. Ví dụ như khi trao đổi với các lãnh đạo đồng cấp Việt Nam, họ thường sử dụng các mệnh lệnh ép buộc như Trung Quốc yêu cầu hoặc là Việt Nam phải vân vân. Cho nên việc Việt Nam quan hệ với quốc gia nào, cấp độ ra sao là chuyện nội bộ của Việt Nam. Việt Nam tự quyết định, việc gì ban lãnh đạo Hà Nội phải đôn đáo, bày ra những việc hay sự kiện để lấy lòng ông bạn vàng một cách không cần thiết đến thế, phải chăng nhằm để xoa dịu sự tức giận của ban lãnh đạo Bắc Kinh trước sự tiến bộ vượt bậc của trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ? Điều đó là một sự sỉ nhục đối với Việt Nam và quốc gia độc lập có chủ quyền. Từ ngàn xưa, người dân Việt Nam, sông, núi, nước Nam, vua nằm ở hay tha làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Nhún nhường quá với láng giềng, bất kể họ là ai, là đồng nghĩa với sự sỉ nhục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Quan hệ Việt Nam và Trung Quốc nhún nhường quá đồng nghĩa với sự sỉ nhục. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm